Đức Phật thương vô cùng. Phải nói trong suốt cuộc đời, trong suốt lịch sử này, chưa có một cái gương nào mà làm việc mệt, không mệt mỏi như Đức Phật. Ngài gần như không có ngủ. Ban đêm là Ngài thuyết pháp cho chư thiên, ban ngày là Ngài giáo hóa cho chúng tăng. Mà chúng ta biết rằng, hồi nãy quý vị trả lời đó, La Hầu La là con trai của Thái tử Tất Đạt Đa. Thì đây là một cái chú bé đi xuất gia nhỏ tuổi nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Khi Đức Phật thành đạo thì Ngài đi về thành Ca Tỳ La Vệ để giáo hóa cho hoàng tộc. Thì lúc đó là chúng ta biết là Đức Thế Tôn đã đi tìm đạo hết 6 năm. Rồi sau khi mà thành đạo rồi, sau 5 năm thành đạo nữa, tức là mười mấy năm ròng, đúng không? Rồi Đức Thế Tôn mới quay về lại. Thì mình biết là Gia Du Đà La đã chờ đợi cái người chồng của mình biết bao lâu không? Mà đức hạnh vô cùng. Trong kinh có dạy là La Hầu La, Gia Du Đà La lưu dung dõi theo cái bước chân của cái người tri kỷ của mình. Nghe Đức Phật ăn ngày một bữa, Gia Du Đà La cũng ăn ngày một bữa. Nghe Đức Phật nói là chỉ có đắp cái y mà hoại sắc thôi, là Gia Du Đà La cũng bỏ hết tất cả những trang sức đẹp. Bà giữ đức hạnh rất là đẹp. Cho nên khi mà Thái tử Tất Đạt Đa về thì bà không ra chào đón, và bà nói rằng nếu như mà đức hạnh của ta xứng đáng thì Đức Thế Tôn phải đến gặp ta. Chúng ta biết rằng cái đạo đức của Gia Du Đà La để dạy cho nên một chú bé La Hầu La là rất là đàng hoàng. Chú bé La Hầu La tuy là vương tôn công tử nhưng mà được mẹ dạy rất là đàng hoàng, đúng không? Nhưng mà Đức Phật đã thành Phật rồi, Ngài không có ham cái ngai vàng nữa. Vậy thì còn vương tôn công tử và chú bé La Hầu La chút xíu này, ai sẽ là người lên ngôi đây? Cho nên Gia Du Đà La có muốn con mình danh chính ngôn thuận lên ngôi không? Dạ muốn chứ. Cho nên là tấm lòng của người mẹ, là Gia Du Đà La dạy La Hầu La như thế nào, con đến xin cha con đi. Cha con có một cái gia tài rất là lớn, con xin cha cho con đi. Biểu vậy là chi? Lại xin cái ngai vàng đi cho cha con, là nhường ngôi cho con, là con chính thức con lên làm thái tử, con thừa cái ngai vàng. Chú bé La Hầu La làm ý theo lời mẹ, chạy lon ton đến bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài cho con cái gia tài của Ngài đi. Và thật ra là trước khi nói câu đó, La Hầu La nói câu gì? Nhờ bạch Đức Thế Tôn, cái bóng của Ngài mát quá, con rất là thích ở gần Thế Tôn. Đứa nhỏ nó không có biết nói dối, vì cái lòng từ bi của Đức Phật nó tràn trải ra. Cho nên dù La Hầu La sanh ra cho tới khi lớn lên 7 tuổi chưa từng gặp cha mình, nhưng mà đến gặp cái bóng nó rất là mát. Cho nên La Hầu La rất là thích đi gần Phật, quên mất mẹ dặn là xin gia tài rồi. Nó trời, cái bóng Đức Thế Tôn mát quá, con thích đi theo Đức Thế Tôn. Rồi sau đó mới nhớ mẹ dặn xin gia tài, xin gia tài. Đức Phật có thương La Hầu La không? Đối với là bậc mà làm cha thì đây là đứa con duy nhất của mình, đúng không? Nhưng mà còn đối với một bậc đại đạo sư thì đây là một cái chúng sanh rất là đáng yêu, và Đức Phật có muốn độ không? Mà thay vì cái gia tài mà trao cho La Hầu La, đó là cái ngai vàng có thể gây tranh cãi giành giật sâu xé và bảo vệ nó bằng biết bao nhiêu sát thân ngoài xa trường, bằng biết bao nhiêu voi ngựa và chiến tranh đấu đá, thì Đức Phật có cái gia tài vững bền hơn, gia tài pháp bảo vững chắc hơn. Là tấm lòng của một người cha, Đức Phật muốn cho La Hầu La cái gì? Cha có cái gia tài còn xịn hơn nữa để cha cho. La Hầu La lấy không? Dạ lấy. Dạ cho. Đó là gia tài gì? Đức Phật tha La Hầu La về tinh xá cạo đầu nhỏ luôn. Tức là sao? Dạ cho La Hầu La đi tu luôn. Sốc không quý vị? Vua Tịnh Phạn và Gia Du Đà La phải nói là sốc cực độ luôn. Đức Phật đã bỏ ngôi vàng đi tu rồi, bây giờ cả vương triều trông cậy vào chú bé này để lên ngôi. Đức Phật về cạo đầu La Hầu La luôn. Thì La Hầu La là trường hợp xuất gia trẻ nhất trong tăng đoàn, nhỏ nhất trong tăng đoàn, và từ đó mới có cái giới gì sa di giới, chưa đủ 18 tuổi sao thọ tỳ kheo được. Cho nên là La Hầu La cái độ tuổi đó gọi là sa di, mà sa di đuổi quạ đó. Tức là thiệt ra sa di cũng chưa có sa di như pháp mà sai làm công chuyện được, cầm cái quạt phẩy phẩy đuổi mấy con quạ nó, đừng có ăn thóc ăn lúa vậy thôi đó. Cho nên gọi là sa di đuổi quạ. Mà mình biết là La Hầu La với một cái môi trường nuôi dưỡng đã từng là vương tôn công tử bậc nhất, rồi với cái sự tin yêu kỳ vọng yêu thương của cả một kinh thành dồn về, thì La Hầu La có quậy không? Con nít không quậy mới lạ. Một là bị bệnh đau, hai là có vấn đề về thần kinh, chứ bình thường nó quậy ghê lắm, đúng không? La Hầu La đi tu rồi có vui không? Vui, nhưng mà sao? Ở trong tăng đoàn toàn người lớn không mà, đâu ai chơi với La Hầu La đâu. Cho nên ổng sao? Ổng cái thói trẻ con nó bộc phát. Tức là mà ai người ta cũng biết, cả tăng đoàn ai cũng biết La Hầu La là con ai? Con Đức Phật mà. Cho nên có nể không? Nể chứ, vuốt mặt nể mũi chứ đâu dám là, đâu dám quýnh nhỏ này. Nhưng mà càng lúc thì càng được nước. Tức là sao? Những vị mà đi xa về trưởng lão từ xa đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, hỏi dạ bạch tôn giả, nói cho sang vậy thôi chứ có 7 tuổi ha, là chú tiểu đó. Hỏi là Đức Phật ở đâu? La Hầu La biết không? Biết. Ví dụ Đức Phật ở thành Vương Xá thì nói là ở thành Ca Tỳ La Vệ. Ví dụ Đức Phật đang ở trong tịnh xá Kỳ Viên, nói ở bên Đông Phương Lộc Mẫu, để cho người ta chạy qua Đông Phương Lộc Mẫu không thấy Đức Phật đâu, cái ông cười há há, người ta đi về, người ta nói ở qua bên kia rồi đó. Ông cứ ghẹo vậy đó, ghẹo miết. Người quý ngài có phiền không? Dạ quý ngài phiền não. Bắt đầu những cái phiền não này và đưa đến cho Đức Phật. Đức Phật biết La Hầu La có giỡn thái quá chưa? Dạ.
tuy có 7 tuổi thôi quý vị, nhưng mà chúng ta phải, người ta nói sao, dạy con từ thuở còn thơ, đúng không? À, với những cái tập nghiệp này mà không nắng cho nó gọn lại thì La Hầu La có trở thành bậc thánh không? Không. Mà thương lắm quý vị, như vậy cho nên La Hầu La cũng nếm trải đủ mùi đắng cay trong đạo, trong giáo pháp. Tại sao La Hầu La là sa di duy nhất trong tăng đoàn, mà Xá Lợi Phất là ngài đại trưởng lão, là cánh tay phải của Đức Phật, là bậc, phải nói là tướng quân trong chánh pháp. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất ở phía dưới có rất là nhiều đồ chúng. La Hầu La là còn chưa là tỳ kheo nữa, cho nên lúc nào cũng bưng cái bát vô đằng cuối đoàn. Ví dụ đoàn có 100 người đi khất thực, La Hầu La luôn là người đi cuối cùng. Cho nên có nhiều khi cả đoàn người ta được nhận cúng dường hết rồi, mình ơn La Hầu La không có gì ăn, mặt đói meo à, mặt đỏ rần rần đói meo đi về, không có chỗ ăn, đã hết rồi, người ta hết cho cái cho rồi, đi cuối là không có cho ăn được nữa. Cho nên nhờ vậy mà La Hầu La mới độ được bà vợ cấp cô độc á, bữa trước cô kể đúng không, bà vợ cấp cô độc á là đại phu nhân của một tỷ phú đương thời. Cấp cô độc thì cúng hết trải vàng mua đất để cúng dường Đức Thế Tôn, chứ bà vợ của ổng là không ai độ được hết, Đức Phật cũng không độ được. Xá Lợi Phất một kiền liên đến mấy lần cũng không ăn xui gì với bà này. Nhưng mà bà này lại thấy một hôm thấy La Hầu La mặt mày đỏ rần, mệt sắp hết giờ đi khất thực rồi, không ai cho miếng nào hết, đói quá đi cứ đứng ngơ ngác vậy nè, bà thấy thương quá, bà ngoắc chú bé, bà nghĩ giống như con cái trong nhà bà thôi, bà ngoắc con lợi biểu sao vậy, đói bụng không, bà đói bà đem cục xôi ra bà cho xong rồi bà thấy thương lắm, bà thấy thương lắm, cái bà nghe La Hầu La nói gì bà cũng nghe hết á. Rồi từ đó bà mới quyết định là quy y. Mà La Hầu La mới có 7 tuổi mà quy y gì. Nói thôi cô quy y với sư phụ con đi, con dắt về gặp Xá Lợi Phất học, rồi là gặp Đức Thế Tôn đi, chứ con có chút xíu con không có quy y cho cô được. Nhưng mà sao là đó, cái sự mà bị đói với lại nhỏ thương nhỏ nhỏ của mình á, được người ta thương. Rồi thật ra trong tiền kiếp á là bà vợ ông cấp cô độc có một kiếp là mẹ của La Hầu La. Cho nên nó thường con nói là mẹ hay nghe đấy, nên thấy thương. Tự nhiên đối với các đại trưởng lão, đại thánh tăng có thần thông độ bà không được, mà một cái chú bé có 7 tuổi bị đói bụng, mặt mày đỏ rần đi giữa đường vậy mà bà thương, mà bà hồi tâm chuyển ý, từ đó bà mới chịu về làm đệ tử Đức Thế Tôn. Nên La Hầu La cũng chịu đủ khổ sở. Rồi có những khi mà đi về đảnh lễ Đức Phật thì thương thất rồi, tăng xá thì đâu phải lúc nào cũng đủ phòng, sẽ ưu tiên cho các ngài trưởng lão trước, Xá Lợi Phất sẽ được ngủ trong phòng. Nhưng mà chúng ta biết có những bản kinh là La Hầu La thương lắm, hết trơn chỗ ở rồi, tỳ kheo còn không có chỗ ở, đừng nói sa di. Quý vị biết La Hầu La chui vô đâu ngủ không? Chui vô nhà vệ sinh của Đức Phật ngủ. Tội không? Chui vô nhà xí ngủ. Rồi Đức Phật đi mới thấy, dắt thấy La Hầu La, Đức Phật mới chế cái giới là cho sa di có thể ngủ cùng với lại tỳ kheo không quá 3 đêm. Là tại vì thấy La Hầu La không có được ai để ý luôn, không có ai lo phòng cho ông ở luôn. Người ta sẽ ưu tiên từ trưởng lão theo hạ lạp rồi tới phòng cho tỳ kheo. Chú bé này cũng rất là thương. Chúng ta thấy một vương tôn công tử 7 tuổi đi tu mà chịu khổ chịu sở trong kinh hành, là được người ta cơm dưng nước rót, đi là có kiệu đưa, có người đón, đúng không? Tắm rửa là có người hầu người hạ. Mà Đức Thế Tôn cạo đầu cho một cái là cơm đi xin ăn từng bữa, bữa đói bữa no. Có bữa là phải thầy Xá Lợi Phất phải chia bớt đồ ăn cho, chứ ổng được ai cúng gần, ổng có chút xíu như cái đuôi đằng sau không ai thấy luôn. Rồi ngủ cũng không có đủ chỗ nữa. Cho nên La Hầu La cũng rất là dễ thương, chứ không phải là một chú bé chỉ biết quậy đâu. Nhưng mà cái tuổi nhỏ đó có muốn nói dối không? Dạ cũng nhiều khi muốn giỡn chứ, đúng không? Hồi đó cô đi chùa cũng gặp mấy chú tiểu cũng quậy lắm, rồi đi giấu dép của mấy bà Phật tử. Người ta tới chùa rồi chú tiểu đi giấu dép chứ không ai trơn, tôi người ta về ta kiếm dép muốn chết luôn. Có nhiều chú tiểu trong chùa rất là quậy, tại vì sao, cái tuổi đó là tuổi ăn tuổi chơi, nhưng mà vô chùa cái thanh quy nề nếp, dĩ nhiên là nhiều khi chú tiểu có buồn có chán nên là kiếm chuyện để phá vậy thôi. Nhưng mà cái chủng tử rất là dễ thương. Nhưng mà Đức Phật vẫn phải uống nắng La Hầu La từ chỗ này. Cho nên thay vì thầy của La Hầu La là ngài Xá Lợi Phất, thì Xá Lợi Phất, Đức Phật chỉ cần chỉ đạo Xá Lợi Phất dạy cho La Hầu La là được, đúng không? Nhưng mà không, chúng ta thấy lòng từ của Đức Thế Tôn, không có phải nghĩ là mình là bậc chánh đẳng chánh giác, mình trăm công ngàn chuyện mình cũng rảnh làm chuyện này. Hễ có thời gian, có đủ nhân duyên là Đức Phật sẽ đích thân mà hóa độ. Chúng ta thấy cái tấm gương này mới thấy là không mệt mỏi trong cái việc làm từ thiện của mình, không mệt mỏi trong cái việc phụng sự và độ sanh. Chứ không phải nói đây mệt mệt cái nghĩ tiếp Phật tử, mệt mệt thôi nghỉ tu, không có cái chuyện đó ha. Chúng ta thấy Đức Phật có một chú bé nhỏ cũng quan tâm mà độ nè.